Nó ở đâu của bà thế mấy cháu tôi tuổi quá. Tôi rước về tôi nuôi. Đông nhà nhà mình đông không chú? Tổng số giờ cũng 10 người, 11 người. Chị chồng em chồng ăn hiếp rồi mới chết có mấy bữa hả? Rồi quýnh rồi rượt đập chạy đi rồi nó điện lên cha nó, chị chồng em chồng gì rượt quýnh ì ì đó rồi cha nó thấy vậy xuống rước về trên này rồi hoàn cảnh vậy ở đây người ta vòng vòng ta cũng cho gạo cho đồ vậy đó. Rượt quýnh hả? Quýnh nhỏ này nè bị nì nó hơi khờ đó. Thì bên chồng nó ăn hiếp dữ lắm. Quýnh em hả? Là lúc lúc chồng còn sống hay là lúc chồng qua đời? À, tất cả đây là 1, 2, 3, 4 là 4 người này là con em hay sao? Dạ con của em hả? Tất cả con em hết hả? Xin được kính chào tất cả quý cô chú anh chị, quý mạnh thường quân và quý khán giả đang xem kênh Thương Phạm. À, hôm nay Thần cũng đến vị trí là ở tỉnh Vĩnh Long, được lời giới thiệu của một người cô. À, mấy mẹ con là lặn lội từ ở Cà Mau lên tới Vĩnh Long để sinh sống. Hiện tại giờ không có nhà cửa gì hết. Mấy đứa nhỏ thì thấy rất là đói khổ đó cô chú anh chị. Thì hôm nay Thần cũng có cơ duyên tới đây cộng tác cùng với chú bí thư ở đây cũng như là xác minh rõ ràng cái người dân có phải sống ở đây là người dân thật hay không, có phải hoàn cảnh thật hay không. Con chào chú ha. Dạ. Chú giới thiệu chú. Tôi là Nguyễn Cường, cũng là trưởng ấp bầu ở đây. Dạ. Thì cái hoàn cảnh của em thì nói chung hồi đó ở đây sống chung gia đình thì cũng là cái hộ gia đình là nghèo, nhưng mà mấy năm nay thì đưa mấy đứa em lớn sau này thì đi làm ăn nên cho nên gia đình thoát nghèo, sau này thì có gia đình thì chồng chết thì hiện nay thì dẫn 4 đứa con về đây sinh sống. Thì cái hộ cha đây cũng nghèo, nói chung là không có ruộng đất gì hết. Yeah. Thì cũng nhờ đến chỗ là Mạnh Thường Quân hỗ trợ cho cái gia đình cho mấy em cho nó được ăn học. Yeah. Hiện nay gia đình này cũng là rất là khổ. Dạ. Yeah. Là không có nhà ở luôn hả chú? Không có nhà ở, nói chung là gì chỉ sinh sống nhờ chỗ cha mẹ ruột thôi. Yeah. Thì hiện nay thì không có nhà. Dạ, vậy con cảm ơn chú đã chia sẻ ha. Nếu dạ. Trong thời gian giúp thì về vấn đề pháp lý thì lỡ có cất nhà hay gì đó thì con sẽ nhờ chú hỗ trợ cái phần pháp lý ha. Rồi, cảm ơn chú nhiều nha. Rồi, dạ, con gặp lại sau chú sau ha. Rồi. Tám là cô Tám nhỏ phải không? Dạ. Cô là người giới thiệu Thuận để biết cái hoàn cảnh như thế này nè. Đây là nhân vật mà mình mà cô giới thiệu đó phải không? Phải chú, bị gì thấy hoàn cảnh nó khổ quá. Dạ, trời. Dạ, đi dạ. Rồi giờ về đây nương sống với mẹ, mà mẹ thì với cha thì đi xúc đất. Dạ. Rồi giờ nó không có mặn gì hết, chứ phần nó cũng bệnh ghê ghê hoài hà, nó cũng không có tiền ấy nữa. Giờ dạ. Cho mấy đứa ăn học thì được có 2 đứa, còn 2 đứa giờ chưa có tiền cho ăn học đó. Dạ. Cứ gọi anh là tên Thuận, em tên gì? Dạ em tên Thảo. Ủa Thảo hả? Dạ. Mấy mươi tuổi rồi em? Dạ em 37 tuổi rồi. Ngồi đang qua đi ngồi xuống cho. Hình như em thì hơi ngọng phải không? Dạ không có. Nó ngọng mà. Hơi ngọng hả? Rồi tất cả đây là 1, 2, 3, 4 là 4 người này là con em hay sao? Dạ con của em hả? Tất cả con em hết hả? Dạ. Sao thấy đều đều nhau không ạ? Dạ như sinh năm 1 vậy đó. Năm 1 đều hết trơn hả? Dạ. Hai gấp năm, hai năm vậy đó. Trời ơi, em giới thiệu tên với tuổi với từ cháu cho anh biết hả? Dạ này dạ, cháu lớn chỗ này cháu lớn dạ, cháu lớn rồi Dương Bùi Trang Nhã. Ừ. Nhiêu tuổi? Dạ nó 12 tuổi rồi. Ừ. Nhỏ này 10 tuổi thì Dương Khả Hằng, thằng thứ tư đó thì Dương Gia Khang, nó mấy tuổi? 6 tuổi rồi. Ừ đây này 5 tuổi rồi. 5 tuổi. Này Dương Gia Khoa. Sao vậy? Dương Nam Khoa. Cháu này không có được đi học phải không? Dạ chưa đi. Trời ơi nhìn là thấy biết rồi cái mặt anh kìa. Rồi mà đứng bên đây là sao em? Dạ đứng đó là mẹ em, mẹ ruột em. Mẹ ruột hả? Dạ. Cô Tám nhỏ là dạ, phải rồi giới thiệu là nói là em đang sống ở Cà Mau. Dạ. Rồi bây giờ không biết lý do gì mà mấy mẹ con lại lặn lội lên đây để sinh sống, là nhà này nhà của ai? Dạ, nhà cho ai em? Nhà dưỡng cha em á. Nhà cha mẹ hả? Dạ. Vậy là mẹ đó hả? Cô qua đây đi cô ngồi đi gần. Là mẹ ruột em hay là mẹ ruột bên chồng? Dạ mẹ ruột của em, cha mẹ ruột em. À. Cha mẹ ruột em á. Từ Cà Mau mà là em lập gia đình là em nuôi mấy đứa nhỏ này dưới hay sao? Dạ em nuôi mấy đứa nhỏ này dưới.
Còn em kể cái câu chuyện của em đi, cũng như là tại sao mà phải lặn lội tới đây mà không có nhà có cửa, giờ phải ở nhà mẹ mình vậy đó. Nhà cửa em có, trời chồng em bị em tên em qua đời rồi. Bỏ là mấy đứa nhỏ em nuôi rồi. Giờ quá khổ luôn, mới về cho mẹ em. Dạ. Vậy mình sống với chồng mình có nhà cửa gì ở dưới không? Sao mà... Dạ không có gì chứ, không có đất cát gì chứ. Bên nhà mẹ em chưa cho gì chứ. Là chồng bị tai nạn hả? Dạ chồng em bị tai nạn mất hồi 18 Tết. Rồi em lên đây là có dự định là về phía mà bên chồng không? Dạ không, em lên đây em định ở đây mà ngày cha mẹ dựa và cha mẹ sống, giờ em không biết sống ở đâu nữa. Vậy ở dưới kia mình không có nhà cửa hay gì sao mình đi bỏ hết trơn tất cả hay sao? Dạ không có nhà cửa ở đầu cho của người ta không à. Ở đầu của ông chú ơi sớm không cho ở đầu vậy chứ chưa có nhà cửa gì chứ. Em lên đây là tỉnh Vĩnh Long này là em sống được bao lâu rồi? Dạ em lên đây đâu gần cả nửa tháng nay rồi. À là trước chồng cũng mới qua đời là dạ. Hồi Tết phải không? Dạ. Rồi các cháu này đem về đây là thấy có một cháu là mặc đồng phục học sinh kìa, là nhập học đó hả? Dạ. Nhưng con mới con hai đứa đi học rồi. À hai dạ. Cháu này được đi học rồi đó dạ. Hả? Dạ, còn hai đứa này nó học được bao lâu rồi? Dạ nó học bà cho con đó. Một tháng rồi. Thôi lấy cái Tết rồi hả? Thôi bà cho hai anh em đó. Rồi chồng em là trước kia là ở dưới kia là đi làm cái gì mà bị tai nạn em? Dạ đi biển. Đi biển mà tai nạn đường thủy hay là tai nạn giao thông? Dạ tai nạn giao thông. À. Dạ. Rồi qua đời rồi ở dưới kia sống không được sao mà em phải lên đây? Dạ khó sống. Nó nào ngay tôi cũng thấy hoàn cảnh tội nghiệp quá chú Thận. Rồi cho dạ. Nên đi hốt đất vậy đó. Rồi nhà ở dưới thì cái chòi mà nửa trên nửa dưới vậy nè. Tôi nghe người ta kể lại chứ tôi cũng đâu xứng xuống xứ ra làm gì. Rồi chết thì có cái bụi vạt mà dở bụi chè vạt ra cũng ghiệu hết trơn. Dạ. Rồi mới chết rồi chị chồng em chồng gì gượt quánh ì đó. Rồi cha nó thấy vậy xuống rước về trên này. Rồi hoàn cảnh vậy ở đây người ta vòng vòng người ta cũng cho gạo cho đồ vậy đó. Gượt quánh hả? Quýnh nhỏ này nè bị gì nó hơi khờ đó. Rồi bên chồng nó ăn hiếp dữ lắm. Quýnh em hả? Dạ. Là lúc chồng còn sống hay là lúc chồng qua đời? Chồng em qua đời vậy đó. Rồi tùm lum câu chuyện hết trơn. Rồi đã lấy chồng em mất rồi đó. Rồi ăn hiếp em vậy đó. À là ai ăn hiếp em? Mấy người em chồng nữa. À. Dạ. Là chính vì vậy em mới đi lên trên đây chứ gì? Dạ. Cô là tên gì cô? Tên Hiệp. À là cô là mang con cô về đây ở hay sao? Dạ. Bây giờ cô có cắt đất đồ cho em ở không? Cô có đất nhiều cô cho nền hay gì cho em ở không? Dạ. Chưa. Bởi vì cũng không có đất nhiều nữa, ông nội nó tính cho được đất nhỏ vậy đó là cất nhà mà chưa có cất được. Là cô cho được bao nhiêu mét cô? Nhỏ em cho có một miếng chút mà đủ nền nhà. Là em cho chứ không phải cô cho nữa hả? Dạ. Chú trưởng cái thư hồi nãy nói là cô cũng là trước kia là cô hộ dân nghèo phải không? Có sống hộ nghèo phải không? Dạ. Còn riêng em thì mới về đây khoảng chừng nửa tháng nay em chưa có nhập cái hộ khẩu về đây nè. Là lý do là em về đây là em nghèo quá, thứ hai nữa là chồng qua đời là em chồng với lại gì đó nãy em kể là ăn hiếp phải không? Dạ, chị chồng em chồng ăn hiếp rồi mới chết có mấy bữa hả, rồi quýnh rồi gượt đập chạy đi rồi nó điện lên cha nó, rồi cha nó thấy vậy mới đi xuống rước về. Có không em? Dạ có. Với phần đó cũng hơi thờ nữa, rồi thành ra nó cũng không có ấy, cho gặp người ta biết thì đâu có để đẻ làm chi mà giữ vậy nè. Chồng qua đời có làm dạ, lỗi gì không mà bị vậy? Dạ, không có. Vậy hả? Như là đám xong rồi đó, tiền bạc đó, rồi cái bên chồng em lấy thì làm bất kể làm như là chi phí thôi em không biết tới. Rồi tiền người ta đi gì đó. Cái là mẹ em lấy rồi cái mấy đứa em chồng nó kêu giờ đưa cho nhà nó giữ, không đưa thì nó hầm nó quýnh em vậy đó.
rồi đòi quýnh đòi tán gì đó rồi em bỏ em đi. À, có quýnh không? Dạ bữa nó hâm vậy đó mà nhà, đến nhà lại chạy lại nhà nhà tới quýnh em bỏ em chạy đi rồi. À vậy là tính ra là em là chồng qua đời. Dạ. Rồi trong khi làm đám tang đó là anh chị em bên chồng. Dạ. Là tranh chấp tiền đám tang. Dạ. Đúng không? Dạ. Rồi xích mích rồi em về đây. Dạ. Câu chuyện có thiệt không nha? Dạ, anh đăng lên đó. Dạ, có thật không cô? Không, chứ tôi cũng không có đi xuống mà nghe bà cô nó đi xuống dưới đám đó rồi về bà cô nó kể điện kể lại cho tôi nghe. Dạ. Tại vì tôi là bạn của bà cô nó. Rồi dạ. Bà cô nó mới điện nói là hoàn cảnh của nó khổ quá đi thôi giờ kêu cha với mẹ nó xuống rước về nuôi mấy nhỏ này. Dạ. Chứ còn bây giờ mà để dưới là nó làm trong cái gì đó mà tháng có 3 triệu bạc quét dọn gì trong trường học đó tháng là có 3 triệu còn chồng nó đi mận nhiêu thì nhậu láng hết trơn không có còn. Vậy là em làm trước khi em làm tập vụ trong trường học. Dạ, mới làm đi có 2 năm à. Dạ. Thì còn lương cũng lúc hỏm thì nó mới là lương này được cho được 3 triệu kia lương lúc hỏm thì có 1 triệu mấy à. À nhưng mà bây giờ là xảy ra vụ việc đó mình bỏ. Dạ. Làm cái nghề tập vụ luôn rồi về đây xúc đất. Hiện tại giờ là em không có nhà không có cửa gì hết thì bốn cháu sống ở đây thì bên bên nội là bên chồng mà mới chết á thì có trợ cấp có người nào trợ cấp cho các cháu ăn học hay gì không? Dạ chưa có trợ cấp gì chứ chú ơi. Vậy hả? Dạ. Vậy thì em về đây em khiên đất như vậy là lương một ngày được nhiêu hay là một tháng sao? Ngày cha em thương ngày 200 cho mấy gì đó rồi chia ra. Trời ơi, khiên đất cái người em nó ốm nhách đúng không thì khiên nổi không? Khiên bằng bao hay là bằng vỏ sách cái gì cô? Bằng bao chứ. Chia ra cho ba chị ba người lận, cha nó rồi con chị dâu nó rồi mẹ nó nhà. Rồi cô có dự định giúp đỡ con gái mình tương lai tới đây sao không cô? Nghèo muốn chết lấy gì gốc. Có dự định hả? Rồi kính thưa tất cả quý cô chú anh chị thì bên cạnh đây là chú là cũng là cha ruột em phải không? À, nãy giờ con thấy chú lồm khom làm với kia là chú làm gì? Đang chuẩn bị che cái trái cho nhỏ gái mới về ở với mấy đứa cháu. Cho em Thận nè ha. Em Thảo. Với bốn cháu. Tại ra phía này ở đỡ hả? Dạ dạ. Chỗ nào đó con coi chú. Sau ly úp sầu xem. Đây chú ơi, chuẩn bị chú Thảo này rồi chiếc xe này. À. Thì cho cái hông này ha. Dạ. Chú là tên gì chú? Chú Bùi Văn Anh. Dạ chú còn đất nhiều không? Đất nền á? Chú ở đây cũng là ở khu dân cư, chú không có đất đai gì chân, nhà nước cấp được bề ngang 7 mét, dài 25 mét á. Dạ. Vậy là bây giờ mình quyết định là cho em Thảo là ở đây đỡ. Dạ. Ở nhà cô với chú ở đây thì anh chị em đều đồng ý che cái trái này cho em ở không? Cái này cũng như mình lập gia thì mình con mình nó hoàn cảnh nó khổ thì giờ mình về đây mình cho nó tá túc ở gần mình cho nó đi học hành con. Yeah. Nó được cho cháu ngoại đi học ha. À. Chỗ này là cô chú anh chị là các hàng ba là cô với chú xuất tiền ra để làm cái này hay sao? Thì cũng như chú mới con cháu nó về thì giờ cũng đi hỏi đầu này đầu kia để cất cho nó ở tạm á. Thì cũng xuất tiền chứ giờ con nó khổ. Dạ. Rồi nó đâu có tiền bạc gì. Em mà lặn lội từ Cà Mau mà về cái cội nguồn của em sống. Bị chồng nó tai nạn giao thông nó rồi quay trở lại bây giờ chết tối mùng 8 Tết tới nay rồi ở dưới thì nó ở đậu ở tạm đó rồi đêm hôm này kia có bốn đứa nhỏ à. Nếu mà chồng em không có bị tai nạn thì vẫn còn sống bây giờ thì em sống ở dưới đó được không? Dạ cũng hơi được. Có bị ăn hiếp gì không? Ăn hiếp thì cũng qua chịu chứ giờ sao? Trước kia chồng còn sống có bị ăn hiếp không? Dạ có. Dạ. Dạ. Anh hay em? Anh chị em khó khăn nữa. Chị hả? Dạ. Nhưng mà không có cho gì cho mà còn vậy hả? Dạ sao? Không có cho được cái gì vậy. Hôm qua này nói chuyện trên này mà còn có 100 mấy ngàn tiền điện mà phải đội bà và chồng mà phải điện đầu tiền. Vậy hả? Là trả tiền điện hàng tháng là em ở dưới là em ở chung cái nhà của cha mẹ luôn hay là em dạ, ra riêng? Dạ em ở riêng ở đậu của đặt của ông chú Út á, cho ở miếng giường đậu vậy đó, cắt được cái nền nhà ở thôi. Ừ. Nhà thì nhà lá cũng sập sệ lắm.
Mà thì mình không mà có gửi trả đâu chưa? Đòi tiền vậy gửi trả chưa? Cái đó con đưa cho ngoại nó nói là nó có con heo nó gửi bà nội gì đó rồi kêu bà nội đập con heo đó để trả đi rồi đứa con đi nhỏ. Học á vậy đó hả, đập heo của đứa nào của con hả? Con gái à, sao bây giờ là con heo của con là con về đây ở rồi, con heo đất của con sao nói chú nghe coi. Dạ, tôi cho ngoại con đóng tiền cho nhà con rồi. Thứ nhất là bây giờ em cũng chưa nhập khẩu vì được hai cũng cố gắng lắm cho hai cháu này nhập học được rồi nè, còn hai cháu này thì chưa, hiện tại giờ thì thấy hai cháu này chưa có được nề nếp lắm thì Thuận cũng xin được phép trích một số tiền của cô chú Mạnh Thường Quân ra để giúp cho các cháu. Anh sẽ giúp cho em một số tiền, em cố gắng cho hai cháu này đi học ha. Thuận xin được phép trích số tiền của cô chú Mạnh Thường Quân như sau. Đầu tiên là bà cụ Tâm Niệm ở bên Úc và chị Hồng Vũ ở Thụy Sĩ nhiều lần ủng hộ số tiền của cô chú anh chị còn lại là 16.785.000. Hôm nay Thuận dùng 2 triệu còn lại là 14.785.000. Tiếp theo là gia đình Colin ở bên Úc nhiều lần ủng hộ số tiền còn lại là 9 triệu. Hôm nay Thuận chích 1 triệu còn 8 triệu. Anh Suối ở bên Úc nhiều lần ủng hộ số tiền của anh còn lại là 3.950.000. Hôm nay Thuận dùng 1 triệu còn lại là 2.950.000. Chị Mai Thi ở Hawaii nhiều lần ủng hộ số tiền của chị còn lại là 6 triệu, hôm nay Thuận chích 1 triệu còn 5 triệu, tổng cộng số tiền hôm nay Thuận chích ra là 5 triệu. Xin phép cô với chú con giúp em ha. Dạ. Ê, dạ con còn phải được đi học nha, con vậy là không có được nha. Gán cho cháu đi học nha em, không có để gì được nha. Rồi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tờ là 5 triệu ha. Cố gắng cho mấy cháu học nha. Dạ em cảm ơn. Dạ em cảm ơn mấy chú Hoàng Quân đã giúp đỡ cho em, cảm ơn rất nhiều. Cố gắng lên ha. Dạ. Tới giờ có ai cho tiền vậy không? Dạ, hết lắm. Cố gắng lên ha. Dạ. Ở đây thì cũng nhờ chú ha, chú với cô nha. Dạ. Mấy con cũng cố gắng ăn học lên nha. Dạ. Sau này lớn lên thì trả hiếu cho mẹ nữa. Thì tôi xin phép về cũng như mình là cha nó mà xuống thấy hoàn cảnh của người chồng nó mất rồi, hai nữa là ở đó dùng nước mặn chứ mà nó ở đậu á, về đây sống có 20 năm rồi mà bên Xu Gia thì cũng không có cho được cái nền nhà cho nó ở, nó ở đậu của bờ thấy mấy cháu tuổi quá tôi rước về tôi lui. Thôi mọi người cũng trông cậy nhờ cô chú chứ sao giờ, con thấy tình cảm của cha con như vậy là cũng lây láng lắm rồi đó. Chú hôm nay là con thấy là chú đem về rồi chú che chạy, bây giờ chú có cái nhà này không mà chú cũng gán nhín nhút cái chạy ra bên hông này để che cho em ở nữa. Dạ. Thì em có thể em nhín nhút ra em mua cái giường hay là cái nệm gì để ngủ nha, cũng được. Dạ. Cái này là tiền giúp đỡ cho em để trang trải trong cuộc sống. Dạ. Quan trọng là cho mấy đứa cháu đi học nữa. Rồi mua gạo rồi để nấu ăn. Đông, nhà mình đông không chú? Tổng số giờ cũng 10 người, 11 người. Là căn nhà này đang ở dạ, 11 người. Bởi vì cháu nội ở lại cũng hai đứa cháu nội còn cũng đang tuổi đi học. Mới có 12, 13 tuổi. Trời ơi. Quá trời luôn. Hàng chi chú bí thư ấp ở đây nói là hoàn cảnh của chú là khó khăn mà có thấy là tìm đi hiểu đi, thì thấy đi đi chơi. Thấy là thật sự luôn rồi đó cô chú anh chị. Kính thưa tất cả quý cô chú anh chị, tiếp lời với gia đình, Thuận cũng xin gửi lời chân thành cảm ơn số tiền của cô chú Mạnh Thường Quân gửi tiền quỹ cũng như là để dành đi giúp đỡ bà con nghèo, bà con khó khăn. Hôm nay thì Thuận cũng gieo duyên tới đây để giúp đỡ một gia đình của em Thảo rất là đặc biệt. Gia đình bao nhiêu đây mà sống tới mười mấy người cô chú anh chị, trong một căn nhà rất là chật hẹp luôn. Căn nhà này là cũng là căn nhà của nhà nước giúp đỡ nữa. Xin gửi lời chân thành cảm ơn và chúc sức khỏe của chú Mạnh Thường Quân rất là nhiều. Mình ở đây mình giỏi nha, gán nha, gán em. Chú cũng xin cảm ơn chú Mạnh Thường Quân và đồng thời cô chú này kia xuống để ủng hộ, để giúp đỡ hoàn cảnh gia đình con cháu tôi cũng rất mang ơn nhiều. Dạ, dạ. Rồi gán nha, gán cho mấy cháu ăn học nha. Thấy hai cái cháu nhỏ đó hồi nãy là nó... Cũng rất cảm ơn chú với cô. Dạ, cô ít nói quá ha, ở đây thấy cô ít nói thiệt. Kính thưa tất cả quý vị, trước khi khép video lại, Thuận xin gửi lời chân thành cảm ơn tới tất cả quý bà cô chú anh chị và tất cả quý vị Mạnh Thường Quân đã gửi cho Thuận một số tiền để đi giúp đỡ bà con nghèo giống như gia đình của em Thảo như ngày hôm nay. Và Thuận cũng cảm ơn chú bí thư ấp ở đây đã dẫn dắt cũng như là câu chuyện của gia đình người dân địa phương thật sự ở đây.
Thuận cũng xin khép video lại tại đây. Hẹn gặp lại tất cả quý bà cô chú anh chị và tất cả quý vị trong clip sau. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Chào hết gia đình mình ha. Gắng nghe các em. Rồi.